Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 5, Thường trực tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn về việc ra soát quỹ đất để phục vụ hình thành khu dân cư tại khu vực biên giới tỉnh Con Tum. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo về mục tiêu của dự án là hình thành làng mới kiểu mẫu khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi với quy mô khoảng 300 đến 340 hộ dân, dân số khoảng 1.200 đến 1.400 người. Hiện tại, dự án đang ở bước khảo sát, lựa chọn địa điểm, chưa triển khai các thủ tục pháp lý, các bước có liên quan. Trên cơ sở, kết quả khảo sát địa điểm tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum, đề xuất hai phương án để Bộ Quốc phòng xem xét đầu tư xây dựng làng mới kiểu mẫu khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang, thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Con Tum, cảm ơn Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có ý tưởng, chủ trương giúp tỉnh Con Tum xây dựng làng mới kiểu mẫu khu vực biên giới cho người dân tộc thiểu số. Việc xây dựng làng không chỉ giúp người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số tại chỗ và là cơ sở để phát triển du lịch cộng đồng sau này. Bí thư tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để dự án này sớm được triển khai xây dựng và hình thành ở khu vực biên giới. Khi triển khai, cần lưu ý đảm bảo diện tích đất làm nhà ít nhất 1.000m2 cho một hộ để ngoài việc xây dựng nhà, các hộ còn trồng cây xanh, cây ăn quả và chăn nuôi, đồng thời giải quyết tốt vấn đề đất sản xuất cho các hộ dân khi đến ở tại làng, xây dựng đầy đủ các thiết chế văn hóa, giáo dục cho cộng đồng làng. Trung tướng Thái Đại Ngọc, tư lệnh quân khu 5 nhất trí cao với những đề xuất của thường trực tỉnh ủy Con Tum. Việc xây dựng làng mới kiểu mẫu khu vực biên giới sẽ là mô hình điểm để nhân rộng sau này đồng thời đề nghị tỉnh Con Tum quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch khu vực xây dựng làng, đảm bảo quỹ đất sạch khi triển khai thực hiện, làm tốt công tác vận động để nhân dân đồng thuận khi triển khai thực hiện dự án. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát và trả lời cho quân khu 5 Bộ Quốc phòng về tính khả thi khi triển khai dự án trong tháng 5 năm 2023 này.